xuất hiện lần đầu tiên tại Việt Nam vào đầu năm 2020, sau đó bùng phát trở thành đại dịch và kéo dài cho đến thời điểm hiện tại. Cùng từ Covid-19 trở thành nỗi sợ hãi của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Nhưng thật may mắn khi vaccine được điều chế thành công, phần nào giúp ngăn chặn cơn đại dịch. Hiện nay, tình hình dịch bệnh đã không còn căng thẳng như trước, các ca cá nhiễm Covid-19 giảm thiểu đáng kể. Tuy vậy, mỗi người vẫn cần được khuyến cáo tiêm đầy đủ các mũi vaccine để phòng chống Covid mới đây tổ chức y tế thế giới who đã có khuyến nghị về thay đổi thời gian giữa các mũi tiêm vaccine cụ thể ra sao mời quý vị và các bạn đón xem thông tin ngay sau đây Vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã thay đổi các khuyến nghị đối với vaccine COVID-19, đề xuất rằng những người có nguy cơ cao nên tiêm mũi bổ sung 12 tháng sau mũi tăng cường trước đó. Các nhóm dân số được xác định có nguy cơ cao mắc COVID-19 và có xu hướng chuyển biến nặng. WHO chỉ ra đối tượng chính là nhóm người lớn tuổi cũng như những người trẻ tuổi có các yếu tố rủi ro đáng kể khác. Cụ thể đối với nhóm này, WHO khuyến nghị thay đổi thời gian giữa các mũi tiêm. Cụ thể cần tiêm thêm vaccine sau 6 hoặc 12 tháng kể từ liều mới nhất dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm hệ miễn dịch. WHO cho biết đây là lựa chọn cho một nhóm nhỏ, những người có nguy cơ đặc biệt, nhưng các khuyến nghị của họ nhằm mục đích hướng dẫn thực hành tốt nhất trên toàn cầu. Khuyến nghị được đưa ra khi các quốc gia áp dụng những cách tiếp cận khác nhau đối với dân số. Một số quốc gia có thu nhập cao như Anh và Canada đã tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 cho những người có nguy cơ cao vào mùa xuân này, 6 tháng sau liều cuối cùng của họ. Cơ quan này cho biết, Ủy ban chuyên gia của họ cũng nói rằng vaccine COVID-19 mũi bổ sung ngoài đợt tiêm ban đầu gồm 2 mũi và một mũi tăng cường, không còn được khuyến nghị thường xuyên cho những người có nguy cơ trung bình. Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới World Bank dự báo kinh tế thế giới tăng 2,2% trong thập niên này với tốc độ tăng trưởng dài hạn tối đa mà không gây ra lạm phát. Nền kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ bị kìm hãm bởi các yếu tố như ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, chiến sự ở Ukraine và nguy cơ tiếp diễn của lĩnh vực tài chính ở Mỹ và châu Âu. Với mức tăng trưởng dự báo đạt 1,7% trong năm nay, báo cáo của World Bank cho biết nền kinh tế toàn cầu cần thực hiện ba thay đổi chính để giúp nâng cao tiềm năng tăng trưởng, bao gồm việc đầu tư nhiều hơn vào vốn và nguồn nhân lực, làm việc trong nhiều giờ hơn và sử dụng nhiều công nghệ hơn để tăng năng suất.